Sáng 24 Tết nhá, đi dạo trong công viên này. Viên sáng nay cũng vắng người. Mà không khí sáng nay thì tuyệt vời đấy. Mát mẻ thoải mái. Mặt trời hé lên rồi nhá. Các bạn chú ý tập thể dục nhá, buổi sáng lên lúc nào mặt trời bắt đầu lên thì tập là tốt nhất nhá. Đừng đi sớm quá, sương lạnh các thứ rồi nhiều người đột quỵ đấy. Đấy, cứ mặt trời cứ hé này này, tập thể dục là tốt nhất. Tầm này là tràn đầy năng lượng luôn này. Đấy. Đây mình đang có mặt tại công viên Yên Sở các bạn nhé. Đây, sáng nay công viên thì rất là nhiều hồ, một hồ bên này, một hồ bên này. Không gian thì rất là thoải mái, rộng rãi. Cả vòng công viên này mà chạy làm tầm 3,5 cây nhá. Các bạn vào đây chạy thoải mái luôn. Để chạy vòng quanh hết đằng quanh này, ra tới đằng kia. Đấy, mặt trời sáng đẹp không? Bình minh ơi dậy chưa?